Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Tàn Chiến Giọng Hát. Hãy cùng gặp gỡ các nhà đấu giá trong đêm đấu giá hôm nay. Nhà đấu giá số 1, nghệ sĩ Chí Tài. Nhà đấu giá số 2, ca sĩ Quang Hà. Nhà đấu giá số 3, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nhà đấu giá số 4, ca sĩ Mỹ Linh. Nhà đấu giá số 5, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Và cùng chào đón người điều khiển cuộc đấu giá hôm nay, ca sĩ diễn viên Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng với công ty Mega GS thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và Sàn Chiến Giọng Hát, nơi tranh tài của những giọng hát đẹp. Tất cả sẽ có trong chương trình tối nay. Xin chào ban đấu giá trong ngày hôm nay. Wow, ngày hôm nay có một sự trở lại của một vị khách mời. Cảm xúc của anh ngày hôm nay khi mà quay lại Sàn Chiến Giọng Hát anh thấy như thế nào ạ? Trước tiên xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Hà cũng rất là hồi hộp vì biết rằng là bên cạnh mình là tất cả những gương mặt rất là gạo cội của Sàn Chiến Giọng Hát, những cái người rất là nhanh nhạy. Chính vì thế nên là Hà hy vọng rằng là mình sẽ cố gắng để mà theo đuổi được cái sự nhanh nhạy của các anh chị. Hà yên tâm đi. Mỗi năm mỗi lớn tuổi thì cái độ nhanh nhạy nó mỗi chậm đi. Ba cái người lão làng, anh Chí Tài, chị Danh Kim Tử Long giờ già lớn rồi. Bây giờ cái người mà em cần phải kiêng nể đó là Mỹ Linh. Ghê đó nghe em, sở hữu giọng hát khủng luôn đó. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho ban đấu giá trong ngày hôm nay. Chúc họ sẽ làm việc thật tốt và tìm ra được giọng ca xứng đáng giành chiến thắng. Còn bây giờ hãy cùng Khanh đến với không gian của Sàn Chiến Giọng Hát. Cuộc chiến của năm nhà đấu giá vì một giọng hát tuyệt đỉnh. Ai sẽ là người chiến thắng trong đêm nay? Luật đấu giá. Mỗi nhà đấu giá có 30 triệu đồng để bắt đầu cuộc chiến, sử dụng cho 4 vòng đấu giá. Thời gian giảm dần ở mỗi vòng đấu giá: 90 giây, 60 giây, 30 giây, 15 giây. Khán giả trường quay bình chọn cho mỗi giọng hát. Giọng hát với nhiều bình chọn nhất của đêm thi sẽ giành chiến thắng. Nhà đấu giá sở hữu giọng hát chiến thắng sẽ nhận được số tiền còn lại sau cuộc đấu giá. Giọng hát nào sẽ giành chiến thắng trong đêm nay? Hãy đoán xem nào. Và trước khi chúng ta đến với chương trình này thì có một món quà rất là đặc biệt, một món quà về âm nhạc được gửi đến từ anh Quang Hà. Khách xin mời anh Quang Hà. Bye.
lang thang trên lá thu xưa, tìm đâu xót xa. Giờ em nơi đâu? Trời đông gió rét quá thê lương. Đâu để có sương ấm anh mắt đôi môi. Đây đã xa rồi. Quang Hà cùng những cô gái vô cùng quyến rũ của vũ đoàn Bướm Nhảy. Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác nhạc ngoại lời Việt của Nhật Ngân, Xa Em Kỷ Niệm, với phần trình bày của ca sĩ Quang Hà cùng vũ đoàn Bướm Nhảy. Và quý vị nhớ nhé, đừng rời khỏi màn hình, đêm nay hứa hẹn sẽ là một đêm vô cùng tuyệt vời. Ngay bây giờ, Khánh xin mời ban đấu giá cũng như là tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức một đoạn trong một ca khúc rất quen thuộc sẽ do bốn người chơi ngày hôm nay cùng trình bày. Xin mời các bạn. Hey, hey, hey. Trong không gian bao ngỡ ngàng, ta vui chung vô trường trốn đây. Nghe con tim đang dẫn hân hoan, đôi chân nhịp nhàng vui bước. Em xinh tươi như ánh ban mai, cho ai một trời mơ ước. Trong bao thanh âm ca hát mê say, nghe tên em sao vang giữa đêm. Mandalay, say hey, say Mandalay. Say hey, say Mandalay, say hey. Wow! Chúng ta vừa thưởng thức một ca khúc nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc, Mandalay. Và bây giờ, Khanh rất muốn biết các nhà đấu giá chúng ta ấn tượng với vị trí nào ạ? Số 1, số 2, số 3 hay là số 4? Anh Tài ạ? Tôi thích nhất số 1. Anh thích nhất số 1. Tôi thích số 4. Chị Vân thích số 4, anh Hà anh thích số mấy ạ? Hà thích số 3. Hôm nay tôi nghĩ là khó đây, tại vì nghe giọng nào cũng hay hết trơn. Bây giờ là để cho chúng ta dễ dàng nhận định hơn, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhìn mặt của họ. Bây giờ Khanh xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với vị trí số 1. Tiếp theo, hãy cùng Khanh đến với vị trí số 2. Wow! Và tiếp theo sẽ là vị trí số 3. Cuối cùng sẽ là vị trí số 4. Quý vị ơi, trước mắt chúng ta là bốn người chơi tối hôm nay sẽ cùng tranh tài. Họ đang mặc những bộ trang phục rất là đồng quê, rất là country, đúng không ạ? Và bây giờ, khác với mọi ngày, Khanh sẽ hỏi các bạn khán giả, các bạn muốn vị trí nào chúng ta sẽ lựa chọn trước? Số 2. Có phải là số 2 không ạ? Như vậy thì chúng ta cùng đến với vị trí số 2. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là một chàng trai rất là bảnh trai. Và ba dữ kiện của anh ấy là Ví Dặm, Cô Tú, 1001. Ví Dặm thì liệu chắc bạn có phải quê ở Nghệ An không? Dạ đúng, em cũng nghĩ thế. Tiếp theo là Cô Tú. Thường thì ví dụ như ông thời xưa Đậu Tú Tài chẳng hạn thì bà vợ sẽ được gọi là Cô Tú à? Thế còn 1001 ạ? À? 1000 cho đúng. Liệu bạn không, cái đó là 101 không? Em thì em lại nghĩ là có gì tới 1001 cái đúng.
Bạn bạn có phải là fan của Ngàn Lẻ Một Đêm không? Dạ, có thể là một, đây là một người thích đọc sách. Có thể là cô Tú là tên của một cô giáo thời trẻ bạn rất là thích, một người giáo viên mà đã truyền cảm hứng cho bạn để ngày hôm nay bạn có một cái ước mơ trở thành ca sĩ gì đó. Người giáo viên người bạn nhớ nhất là Tú thì sao? Theo tôi thì bạn này đúng là quê ở Nghệ An. Và sau đó bạn này có một cái gia đình, có một cái cửa hiệu buôn bán gì đó, ví dụ là một cái thức ăn nổi tiếng gì đó ở Nghệ An, có cái biệt danh là Cô Tú. Tiệm ăn Ghê Cô Tú hả? Tiệm ăn Cô Tú ở Nghệ An, nếu như ai có ra ngoài đó sẽ biết. Và cái 1001 là bạn này bắt đầu bước vào sân khấu ca hát là tháng 10 năm 2001. À, Sơn Lốc Long. Sơn Lốc Long. Anh Chí Tài, anh có nhận định nào khác không anh? Anh đồng ý cái vụ mà 1001 đêm chưa? 1001 đêm hoặc 1001 cho đủ chó rồi. 1001 chó gì vậy? Chỉ có 101 thôi à? Ôi ôi, đâu cái phim đó hả? 1 chó đốm mới chỉ nhân lên 10. 101 có 101 thôi. Chết rồi, sao trong đầu chị cứ toàn 1001 cho đốm? Trời ơi, chị là cái thích số lớn hả? Mỹ Linh ơi, trước khi mà bắt đầu vào phiên đấu giá đó, anh muốn hỏi em có bỏ số tiền để đấu giá số 2 này không? Nếu như em trả lời có, anh sẽ nhường cái quyền đó lại cho em. Anh không bao giờ sẽ nói vậy nữa. Anh nhớ nhá. Cút đi cái. Trời ơi. Nhớ lại hứa đi. Anh sẽ đấu giá với ba người kia. Anh Long ơi, anh Long. Anh Long ơi, nhưng mà chẳng lẽ tập nào anh cũng nhường như vậy sao? Nhường hết với Mỹ Linh ngồi kế tôi là tôi nhường thôi. Riêng tập, trời ơi. Riêng tập hôm nay là anh Long sẽ nhường hết mọi người, chị Linh, chị Vân, em và anh Tài. Anh Long anh nói vậy nhưng mình phải hiểu ngược lại chứ mình đừng có hiểu đúng. Em thấy ai cũng mở miệng ra là nhiều người này nhiều người kia, thật ra là chiêu trò hết, em không tin ai cả. Bây giờ chúng ta cùng đến với phiên đấu giá thứ nhất. Thưa quý vị, phiên đấu giá thứ nhất chúng ta có 90 giây, giá trị tiền khởi điểm là 500.000 đồng, mỗi lần gia tăng chúng ta chỉ được phép tăng thêm 500.000 đồng. Tất cả đã sẵn sàng. Phiên đấu giá thứ nhất. Một triệu. Triệu có 1 triệu. Triệu rưỡi. 2 triệu. Anh có hàng 2 triệu rưỡi. 3 triệu. 3 triệu. Anh Chí Tài 3 triệu rưỡi. Chị Mỹ Linh 3 triệu rưỡi. 4 triệu. Anh có hàng 4 triệu. 4 triệu rưỡi. Anh Long 4 triệu rưỡi rồi. 5 triệu. Anh Chí Tài 5 triệu rưỡi. Chị Mỹ Linh 5 triệu rưỡi. 6 triệu. 6 triệu rưỡi. 7 triệu. Chị Hồng có 7 triệu. 7 triệu rưỡi. Anh Chí Tài 7 triệu rưỡi. 8 triệu. 8 triệu rưỡi. 9 triệu. 9 triệu rưỡi. 10 triệu. 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi. 11. Anh Chí Tài 11. 11 triệu rưỡi. 11 triệu rưỡi. Anh Chí Tử Long 12. 12 triệu rưỡi. 13. 13 triệu rưỡi. 14. 14 triệu rưỡi. 14 triệu rưỡi. 15 triệu rưỡi. 15 triệu rưỡi. 16. 16 triệu rưỡi. 16 triệu rưỡi. 17. 17 đồng 1. 17 rưỡi. 17 rưỡi. Anh Chí Tài 18. Anh Quang 18. 18 đồng 1. 18 rưỡi. 19. 19 đồng 1. 19 rưỡi. 19 rưỡi. 20 rưỡi. 21. 21 đồng 1. 21 đồng 2. 24 rưỡi. 24 rưỡi. 24 rưỡi rồi. 22. 22 rưỡi. 22 rưỡi. 22 rưỡi. 23. 23 đồng 1. 23 rưỡi. 23 rưỡi đồng 1. 24 đồng 1. 24 đồng 1. Chốt. Thưa quý vị, rất là căng thẳng và người đưa ra giá trị tiền hợp lệ khớp với thời gian, đó chính là 24 triệu. Dạ, yeah, chị Linh. 24 triệu là số tiền hợp lệ ở phiên đấu giá thứ nhất. Mọi người đã nhường chị mà đi. Và nhà đấu giá giành chiến thắng đó chính là chị Mỹ Linh. Tôi quyết tâm phải chạy nước rút để được luôn. Mà may quá thì là cũng lại được anh Kim Tử Long ủng hộ nên là thắng luôn. Tôi phải cẩn thận hơn. Thấy cẩn thận không thận tôi thấy rút ra về tay không. Chúc mừng chị Mỹ Linh đã sở hữu được giọng hát của người chơi vị trí số 2. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nãy hát. Xin mời bạn. Lang thang theo cha,
dọc bờ sông trắng xóa. Một ngày mùa thu đưa cha qua sông, một ngày dòng sông đầy nắng và gió. Con sao sang sông bạc gió, con sĩ tương lai lội sông, lội sông tìm ai. Chị hai thương ai ra đứng đầu đình, chị hai nghèo, chị hai buồn, chị hai cô đơn, chị hai khóc. Chàng trương chi đi đâu, bỏ lại dạ sầu cho em, bỏ lại dòng sông đầy gió. Con sao sang sông bạc gió, con sĩ thương ai lội sông, lội sông tìm ai. Thương nhau quấn quýt lá trầu cau, yêu nhau hoa đã đã chờ nhau. Thương cả nhịp cầu cầu qua sông, yêu cả mỗi sầu sầu thương em. Thương cha con sao bé bọng thủy chung của mẹ, thương anh con sao đứt ruột chờ mong của chị, thương con mẹ đưa qua sông Hà Nội mùa thu. Một ngày mùa thu hồng hà mùa thu đầy gió, con sao sang sông bạc gió. Một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, Ngẫu Hứng Sông Hồng và tiếng hát của Nam Giang. Xin chào Nam Giang và chúc mừng chị Mỹ Linh đã sở hữu được giọng hát của Nam Giang. Các bạn ở đằng sau là đã bị bạn Nam Giang này hút hồn rồi. Đúng không? Đúng không? Ở đây toàn các cô gái mà đến tôi già như này mà còn bị hút hồn thì các em làm sao mà chạy thoát được. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ nghe Nam Giang chia sẻ về ba dữ kiện. Đầu tiên, Nam Giang hãy chia sẻ về từ ví dặm. Lời đầu tiên thì cho phép Nam Giang xin gửi đến lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến ban đấu giá, anh MC và các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay.
Và Giang xin phép chia sẻ về ba dữ kiện của mình. Đầu tiên là ví dặm. Như ban đấu giá đã nói thì Nam Giang sinh ra tại mảnh đất miền Trung, và cụ thể là ở Nghệ An. Thì ngày xưa Nghệ An và Hà Tĩnh là một tỉnh, sau đó tách riêng ra. Thì ngày xưa Nghệ Tĩnh có một cái làn điệu dân ca rất là đặc trưng, đấy là ví dặm. Từ bé thì Giang đã rất thích ví dặm rồi, và nó như ngấm vào máu của Giang. Vậy thì bây giờ Giang hãy gửi đến mọi người một vài câu ví dặm đi. Mẹ, mẹ ơi mẹ, mẹ ơi con nhớ như in bài học đầu tiên ơi, thiệt tha lòng mẹ. Bên cánh phòng đung đưa khi con bập bẹ như vòng đến từ ngàn xưa câu hát à ơi. Cảm ơn Nam Giang rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với dữ kiện thứ hai. Ở đây cũng là một người đã truyền cảm hứng cho em theo một cái hướng khác. Cô Tú là cô giáo mà đã dạy em từ hồi lớp 5 tuổi. Thì cái hồi đấy là trường có một cái chương trình văn nghệ, nhưng mà em lại không được xếp vào cái đội văn nghệ của lớp. Cho nên là ngày hôm đấy em cũng buồn, và em về nhà em đã khóc mấy ngày liền đấy. Thế là bố mẹ thấy thế, cho nên là bố mẹ cũng đã tạo điều kiện cho em để đi sinh hoạt tại nhà văn hóa thiếu nhi của thành phố. Và cô Tú cũng chính là người đã cho em có một cái động lực và bước đến gần hơn với âm nhạc. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Vì cô Tú ngăn cản đấy, nên là bạn quyết tâm phải chứng minh thực lực của mình. Mình nghe hay nghe nói là biến đau thương thành hành động ấy. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với dữ kiện còn lại nha. 1001. Không phải 101 con chó đốm, hay là 1001 hay là 1001 đêm, mà đây là cái thời gian còn lại. Em ước tính em còn khoảng 3 năm nữa thì em đã tính từng ngày để em tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và em chính thức được thành nghề. Nghĩa là chúng ta thấy được cái niềm đam mê của Nam Giang rất là lớn, đến mức phải đếm từng ngày để tốt nghiệp. Có nghĩa là nhờ cái sự mà tôi luyện của con mà con mới có một cái chất giọng dày và rất là chững chạc. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho tiếng hát của Nam Giang. Và các bạn khán giả tại trường quay thân mến, bây giờ sẽ là thời gian để cho các bạn bình chọn cho tiếng hát của Nam Giang. Xin mời các bạn. Quý vị thân mến, thời gian bình chọn cho tiếng hát của Nam Giang đã kết thúc. Trước khi chúng ta biết kết quả, Khanh xin mời quý vị chúng ta cùng giải lao một chút xíu nha. Thưa quý vị, Khanh đã quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn cho tiếng hát của Nam Giang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở phong bì để xem trong đây là bao nhiêu điểm. Số điểm của khán giả tại trường quay để bình chọn cho tiếng hát của Nam Giang là... có một con số 9. Số điểm là 94 điểm. Thưa quý vị. 94 điểm, một số điểm rất cao. Chúc mừng Nam Giang. Bạn nhận được rất nhiều tình cảm của các khán giả tại trường quay. Và một lần nữa, chúc mừng cho chị Mỹ Linh đã sở hữu được giọng hát của Nam Giang. Úi giời ơi. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phiên đấu giá thứ hai. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Trước khi chúng ta đến với phiên đấu giá thứ hai, hãy cùng Khanh nghe lại kết quả ở thời điểm hiện tại. Chị Mỹ Linh đang sở hữu giọng hát của Nam Giang với số tiền đấu giá là 24 triệu đồng. Và Nam Giang đang nhận được 94 điểm là lượt bình chọn của khán giả tại trường quay. Ngay bây giờ Khanh sẽ tiếp tục hỏi các bạn khán giả, các bạn sẽ chọn số mấy? Số 3 hả? Số 3 đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta cùng đến với vị trí số 4. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với ba dữ kiện của chàng trai này. Thứ nhất là tiêu, thứ hai chuối chiên, thứ ba 30 năm. Anh này chắc có lẽ là ở vùng cao rồi. Trồng tiêu, bán tiêu. Chắc anh này ở Đà Lạt quá. Trồng tiêu xong rồi là bị tiêu. Tiêu điều á, tức là lỗ. Xong chuyển qua bán chuối chiên.
Cái anh này á, ảnh là hồi xưa là anh bán bánh bò bánh tiêu. Ổng rất là đam mê ca hát. Nhưng mà lúc ổng làm bánh tiêu thì dầu mỡ nhiều quá không có hát được. Dạ. Ổng mới chuyển ra bán chú chim. Ông ấy sẽ có một niềm đam mê ca hát trong 30 năm và đến năm 30 thì ông mới nghĩ rằng là thôi bây giờ phải nghĩ thực tế hơn, bây giờ mình đã tiêu hết tiền, giờ bán cả chuối chiên này kia thì thôi, bây giờ tập trung vào làm kinh tế. Đó. Bạn này bán thổi tiêu, bạn là người miền cao á. 30 năm nha, gia đình bán chuối chiên. Nhưng mà anh này, ảnh rất là thích ca hát, nhưng cái tài lẻ của ảnh á là ảnh biết thổi sáo. Thổi tiêu đó. Thổi sáo, thổi tiêu. Và ảnh bán chuối chiên 30 năm và cuối cùng gia đình mới thấy rằng đây là một giọng ca lạ, độc, hay. Cho nên là khuyên ảnh nên đi theo cái nghề đó. Và cuối cùng ảnh bỏ bán chú chiên, ảnh đi theo nghề ca hát. Bây giờ sốt ruột có thôi nghe anh hát thôi, đi. Thôi đấu luôn, đấu dạ, luôn. Trước khi anh ấy hát, chúng ta sẽ đến với phiên đấu giá thứ hai. Ở phiên đấu giá thứ hai chúng ta chỉ có 60 giây. Và giá trị tiền khởi điểm là 1 triệu đồng. Mỗi lần gia tăng chúng ta chỉ được phép tăng thêm 1 triệu. Và dù cho 60 giây có kết thúc hay chưa, nhưng không ai đưa ra một giá trị tiền cao hơn, Khanh sẽ chốt ở giá trị tiền cao nhất ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ tất cả đã sẵn sàng. Bắt đầu. 1 triệu. Anh Kim Tử Long 1 triệu. 2 triệu. Chị Mỹ Linh 2 triệu. 3 triệu. Chị Tài 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 8 triệu. 9 triệu. 8 triệu. Anh Kim Tử Long 9 triệu. 10 triệu. 11 triệu. Anh Quang Hà 11. 12. 13. Anh Quang Hà 14. Anh Kim Tài 14. Anh Kim Tử Long 15. 16. 16. Anh Quang Hà rất tỉnh tính. 17. 18. Anh Quang Hà 19. 20. 20. Lên rất đều. 21. 21. Chị Hồng Vân. 22. Anh Kim Tử Long 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. Anh Kim Tử Long có ai 29 không? 30. Chung. Và theo như hướng nhìn của người điều khiển, người chiến thắng là anh Kim Tử Long, 30 triệu đồng. Cùng lúc đó nghe, cùng lúc 30, ba cùng người một lúc. Cùng lúc luôn. Dạ, nếu như vậy thì chúng ta sẽ xem lại thước phim vừa rồi. 28. 28 anh Kim Tử Long mà. Có ai 29 không? 30. 30. Thưa quý vị, sau khi chúng ta xem lại với trang thiết bị hiện đại của chương trình thì chỉ chênh lệch có 0,000 mấy giây thôi thì người chiến thắng vẫn là anh Kim Tử Long, 30 triệu đồng. Yeah. Chúc mừng anh. Bởi vì tôi nói công nghệ bây giờ nó quá hiện đại, chúng ta không thể nào mà phủ nhận cái chuyện công nghệ được. Mà chương trình Sàn Chiến Giọng Hát đã đầu tư không biết bao nhiêu tỷ để có được cái công nghệ đó và tìm ra được cái người mà chính xác đấu giá thành công, đó là Kim Tử Long. Gia đình này may mắn quá. Anh đã sở hữu được giọng hát của người chơi vị trí số 4. Ngay bây giờ chúng ta sẽ nghe anh ấy hát. Forget, but I won't let go. Looking at the crowd in the street, listen to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Your hand before I'm old. Show me what love is, haven't got a clue. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever. We only hear today. Love is now or never. Bring me far away. Take me to your heart, take me to your soul. Show me what love is, be my guiding star. It's easy, take me to your heart.
vào trong bóng đêm lúc em xa lìa. Ngày đó ta gặp gỡ nhau trên con đường tình, sao giờ hai lối đi bước qua cuộc đời. Nghe đâu đây như gió dù tình chúng ta ngân nga câu xưa đó suốt đời có nhau. Cho ca khúc này. Lời đầu tiên cho Huỳnh Anh Tuấn xin gửi đến tất cả quý vị bạn đấu giá cùng quý vị khán giả truyền hình cùng tất cả quý khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay là chúc sức khỏe và lời chào thân ái nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ba dữ kiện mà Huỳnh Anh Tuấn đã chia sẻ lúc nãy. Thứ nhất đó chính là tiêu. Tiêu ở đây là đúng là thổi tiêu. Thì ngoài cái việc mà ca hát và sáng tác, Tuấn cũng mới tập tành thổi tiêu cũng khoảng tầm gần một năm nay. Thì cái này nó có liên quan tới cái dữ kiện thứ hai. Như vậy thì chúng ta đến với dữ kiện thứ hai luôn là chuối chiên. Dạ. Yeah. Lý do mà tiêu có liên quan chuối chiên á thì tại vì ở nhà vợ bán chuối chiên. À. Bình thường mà rảnh rảnh á, mình gọi là quẩn quẩn xíu thì vợ ở nhà chiên chuối, chồng thì làm shipper. Dạ, và cũng đúng là ăn chuối chiên nhiều nóng anh, hát không có được. Đúng rồi. Nhìn thèm lắm nhưng mà không dám ăn. Vợ ngăn hoài, anh ơi anh có cái giọng để đi kiếm cơm thôi, ăn bớt bớt lại. Dữ kiện cuối cùng là 30 năm. Huỳnh Anh Tuấn đi hát từ cái lúc mà khoảng 2001 cho tới bây giờ. Leo từ từ ca sĩ xóm làng tới phường xã cho tới quận huyện tới thành phố cho phòng trà rồi. Giờ mới đứng lên trên đây cho quý vị được. À vậy dạ. Đó hả? Tuấn chia sẻ là 30 năm ở đây không phải là 30 năm về quá khứ. Mà Tuấn rất mong muốn là 30 năm sau nữa thì mình vẫn có thể tiếp tục hát giống như bây giờ. Và không có bị xuống cấp về giọng hát cũng như phong độ. Đó là một cái điều mong muốn của tất cả những người anh chị em ca sĩ và nghệ sĩ. Yeah. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 38 tuổi. 38 tuổi là em 30 năm nữa là em mới có 68 tuổi thôi à? Dạ đúng rồi. Vẫn còn có thể là kiếm cơm được. Bây giờ có rất là nhiều nghệ sĩ người ta 70 mấy 80 mà người ta vẫn còn hát được. Đó, em nhìn đó, người bên tay phải. Anh xin đính chính là anh mới có 61 thôi chứ không phải 80. Hàng kháo rồi đó. Yên tâm đi em. Yên tâm mà. Dư sức qua cầu. Dạ, tới lúc mà em cỡ như anh Chí Tài thì em sẽ tiếp tục mơ ước tiếp 30 năm nữa. À. Giờ tạm thời lấy mốc 30 năm này đi. Dạ, như vậy thì ngoài thổi tiêu thì mình có thể chơi thêm một cái nhạc cụ nào khác không anh? Trước khi bắt đầu tiêu sáo thì Tuấn có chơi cái kèn kazoo. Kazoo nhỏ nó giả bằng cái giọng hát của mình. Và hôm nay Tuấn có đem theo ở đây. Biểu diễn một bài mà Tuấn rất là thích cái bài hồi xưa của chị Mỹ Linh hát là bài Tóc Ngắn. Và hôm nay Tuấn sẽ thổi cái này một đoạn của bài Tóc Ngắn. Một chào bắt tay thưa quý vị. Xin hết ạ.
Còn bài khác nữa không anh? Còn cái sáo nữa, cái sáo thì có một cái bài Bèo Giặt Mây Trôi rất là thích, nhưng mà cái bài đó rất là khó thổi để mà ra được cái chất, nhưng mà cũng hôm nay cũng ráng bơi bơi được chút xíu à. Anh Huỳnh Anh Tuấn rất nhiều. Ngay bây giờ Khanh rất muốn biết cảm giác của anh Kim Tử Long khi mà được sở hữu giọng hát của Huỳnh Anh Tuấn, và một chút xíu nhận xét của anh. Sau khi mà tôi nghe giọng hát của Huỳnh Anh Tuấn xong, và cách biểu diễn của anh ta và với những cái tài lẻ của anh ta, là tôi rất là cảm thấy là rất là hài lòng. Anh Huỳnh Anh Tuấn này, anh hát á, nó có một cái khác với những ca sĩ khác mà chỉ học hát. Khi anh hát ấy, cái tiết tấu á, nó rất là rõ ràng và rành mạch. Đấy là một điểm mà Linh rất là thích. Và bạn lại còn có một năng khiếu viết lời nữa. Đấy, lời cũng rất là hay. Còn nói gì nữa quý vị ơi, bây giờ sẽ là thời gian để các bạn bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của Huỳnh Anh Tuấn. Xin mời các bạn. Thân mến, thời gian bình chọn dành cho tiếng hát của Huỳnh Anh Tuấn đã kết thúc. Trước khi chúng ta biết kết quả, Khanh xin mời quý vị cùng giải lao trong ít phút. Bên trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn dành cho tiếng hát của anh Huỳnh Anh Tuấn. Và ở phiên đấu giá thứ hai, chúng ta sẽ có thêm quyền trả và không trả dành cho các nhà đấu giá. Ngay bây giờ Khanh rất muốn biết quyết định của anh Kim Tử Long với tiếng hát của anh Huỳnh Anh Tuấn, anh sẽ trả hay không trả? 94 điểm. Một số điểm rất cao. Chương trình mình là tiêu đề là gì? Sang chiến giọng hát. Tôi trả. Trả. Dạ, ổng không bỏ cuộc đâu. Như vậy điều đó có nghĩa là anh Huỳnh Anh Tuấn phải tạm chia tay với sàn chiến giọng hát tại đây. Và anh Kim Tử Long đã có lại 30 triệu đồng như lúc đầu tiên. Như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải đến với quyết định của chị Mỹ Linh nữa. Not fair. Tuy nhiên số điểm trong đây vẫn phải mở ra, để biết đâu được đấy sẽ là một quyết định gây tiếc nuối. Trước khi mở cái phong bì này ra, tôi muốn nói với Huỳnh Anh Tuấn một câu thôi. Những gì anh quyết định ngày hôm nay, chắc chắn rằng khi mở phong bì này ra, em sẽ hiểu được lòng của anh. Mở đi. Trước khi Khanh mở phong bì, một lần nữa chúc mừng cho Nam Giang. Bạn vẫn an toàn với sàn chiến giọng hát. Và bây giờ sẽ là số điểm của khán giả tại trường quay đã bình chọn cho tiếng hát của Huỳnh Anh Tuấn. Số điểm là... 90 điểm. 90 điểm là số điểm của anh Huỳnh Anh Tuấn đã nhận được từ 100 lượt bình chọn của khán giả tại trường quay. Một lần nữa chúc mừng cho chị Mỹ Linh vẫn đang sở hữu giọng hát của Nam Giang, và anh Kim Tử Long đã có lại 30 triệu. Không đấu với mình. Chúng ta sẽ tạm chia tay với anh Huỳnh Anh Tuấn tại đây và sẽ còn gặp lại anh ấy ở cuối chương trình. Ngay bây giờ Khanh xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phiên đấu giá thứ ba. Quý vị thân mến, trước khi chúng ta đến với phiên đấu giá thứ ba, Khanh xin mời quý vị chúng ta cùng nghe lại kết quả ở thời điểm hiện tại. Chị Mỹ Linh đang sở hữu tiếng hát của Nam Giang với số tiền đấu giá là 24 triệu đồng. Và Nam Giang đang nhận được 94 điểm là số điểm bình chọn của khán giả tại trường quay. Và gói tiền hiện tại của chị Mỹ Linh đang có là 6 triệu để có thể đến với phiên đấu giá này.
Và anh Kim Tử Long cùng với anh Quang Hà, anh Chí Tài và chị Hồng Vân, mỗi người còn nguyên 30 triệu. Và bây giờ chúng ta chỉ còn có vị trí số 3 và số 1 thôi. Không biết các bạn khán giả sẽ chọn cho khách số mấy ạ? Số 3 hay số 1 ạ? Cảm ơn các bạn, chúng ta cùng đến với vị trí số 3. Thưa quý vị, bây giờ Khanh sẽ tiết lộ 3 dữ kiện của cô gái này: Thu Ngân, Heo Đất, Cái Bóng. So với các bạn khác thì em thấy một cái điều gì đặc biệt ở bạn này. Cái vấn đề đầu tiên đó là Thu Ngân thì Hà nghĩ rằng là bạn làm việc thu tiền. Yeah. Thu tiền nhiều quá rồi mới là nuôi heo đất. Thế còn Cái Bóng thì sao? Cái Bóng á, thì Hà nghĩ rằng là sẽ liên quan đến âm nhạc một chút xíu. Ví dụ như là bạn ấy sở hữu một cái giọng hát mà giống một cái người nổi tiếng nào đó. Dạ. Hà nghĩ là như thế. Đó là nhận định của anh Quang Hà. Không biết chị Hồng Vân chị nghĩ gì ạ? Em tôi phân tích quá chính xác rồi. Hoặc là bạn tuổi heo. Tuổi heo nhưng mà tính rất hiền nên ở nhà gọi là heo đất. Đó. Cũng có thể. Và Cái Bóng thì tôi nghĩ là có thể mẹ bạn hoặc là chị bạn, hay một người nào đó ở trong nhà làm nghề ca sĩ và bạn ước mơ trở thành ca sĩ. Thế nên là bạn hát mặc dù rất hay nhưng nhà đã có người làm nghề này rồi nên bạn sợ Cái Bóng đó lớn, còn nên bạn quyết định là không theo nghề này và hôm nay là cơ hội để bạn thử sức để chơi thôi. Dạ, đó là nhận định của chị Mỹ Linh ạ. Nếu như chúng ta không có thêm nhận định nào khác thì chúng ta sẽ đến với phiên đấu giá được không ạ? Bây giờ sẽ là phiên đấu giá thứ 3. Thưa quý vị, ở phiên đấu giá thứ 3 chúng ta chỉ còn có 30 giây và số tiền khởi điểm là 2 triệu đồng. Mỗi lần gia tăng chúng ta chỉ được phép tăng thêm 2 triệu. Và các nhà đấu giá được tính là hợp lệ khi chúng ta giơ cao tấm bảng và nói đúng số tiền mình muốn đấu giá. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng, phiên đấu giá thứ 3. Anh Quang 2 triệu, 4 triệu, 6 triệu, 8 triệu, Giang Vân 8 triệu, 10 triệu, 12, 14, 14 anh Quang Hà, 16, 18, 20, 22, anh Kim Tử Long 22, 24, 26, 28, 30, chúc. Wow, rất là nhanh. Thưa quý vị, 30 triệu anh Kim Tử Long, chúc mừng anh. Các nhà đấu giá kia nhường cho Long rồi. Vì biết rằng Long nhỏ con nè, nhỏ nhẹ nè, và rất là khiêm nhường. Vì vậy cho nên là nhường thôi, chứ còn thật sự là Long không có làm lại mấy người kia. Cái số này tôi rất là tập trung dữ lắm. Chứ tôi tập trung quá, thật ra là tôi chuyên môn là nói cái móc để cho cái người chiến thắng nhà, người ta nhào vô. Tôi thích cái ông Tài, ông anh tôi dễ sợ. Ông trật vô, ông bị giật mình hoài à. Ông hốt hoảng hoài. Ai làm gì cũng hốt hoảng, ông quên đấu giá luôn. Anh này nhanh đồ đoàn này. Em phải đỡ anh cái với anh. Chúc mừng anh, anh là nhà đấu giá đã sở hữu được giọng hát của người chơi vị trí số 3. Bây giờ Khanh xin mời cô ấy hát. Trời không có mây, đường đi suốt mùa nắng lên thẳm đầy. Gọi em cho đấng chết trên sông dài. Thôi xin ơn đời trong cơn mê này. Gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ. Trời buồn gió cao. Đời xin có nhau dài cho mãi sau. Nắng không gọi sâu. Áo xưa dù nhau. Xin bắt đầu gọi mãi tên nhau. Bao
mặt trời soi một kiếp sông trời hát bồi nào hóa kiếm tan tôi để một mai tôi về làm cát bụi ôi cát bụi mệt nhoài tiếng đồng nào có nhịp khôn nguôi gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng gửi thêm nắng mai bước chân em về nào anh có hay gọi em cho nắng che che sông dài thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời áo sơ dù nhau cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau bao nhiêu năm làm kiếp con người chớt một chiều tóc trắng như bôi lá hoa trên cao rụng đầy cho trăm năm vào trên một ngày cũng dừng vết mực nào xóa bỏ không hay ôi cát bụi phần này vết mực nào xóa bỏ không hay. Quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một liên khúc gồm hai bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hạ Trắng và Cát Bụi. Và tiếng hát của một cô gái có cái tên sẽ không được bật mí, sẽ được nghe cô ấy tự nói. Nhưng mà trước hết, Khanh rất muốn biết ý kiến của ban đấu giá về giọng hát của cô ấy trước. Trước tiên anh muốn hỏi em bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 23 tuổi. 23 tuổi. Em có biết rằng khi mà em ca hai cái bài hát này đó mà với cái lứa tuổi của em á, anh không thể ngờ được mà anh nghe nó dày dặn giọng của em. Nếu mà nhắm mắt lại nghe nó cứ tưởng nó là một cái người đầy bản lĩnh kinh nghiệm. Anh Long ơi, em bảo này anh nghĩ kỹ đi, vì khen nhiều là không có trả lại được đâu đó. Không, anh không biết trả hay không trả, nhưng qua hai cái bài hát này anh rất hài lòng rồi. Anh quá hài lòng. Giọng của em thì rất là hay, nó hơi khàn khàn và nó dày, và nó từ âm vực thấp lên âm vực cao đều rất là hay. Thôi bây giờ đừng nói gì nữa. Ủa sao rồi không dạ có chưa hỏi bây cái giờ chúng ta sẽ đến với bài dự kiện trước ạ. Chị Vân ơi, tại em sao không hỏi Hoàng Hà? Tại sao không hỏi anh Chí Tài là cái người đã nghe nhạc sĩ và nghe nhạc Trịnh Công Sơn bao nhiêu thế hệ hát rồi? Tại sao không hỏi? Dạ vậy thôi bây giờ gia đình bên đây mình cho ý kiến đi ạ. Hai bài hát vừa rồi cũng là một cái điểm cộng nữa khi mà cái người hòa âm phối khí cho em cái bài hát này một bản phối khí cũng rất là mới và rất là lạ. Về ngoại hình hay là về giọng hát hay là về cách xử lý bài hát của em thì rất là hay. Với cái số tuổi của em thì tuyệt vời luôn. Dạ chúng ta sẽ cùng đến với ba dữ kiện. Đầu tiên bạn hãy chia sẻ về từ Thu Ngân. Tên thật của em là Thu Ngân chứ không phải là ngành nghề. Không phải là ngành nghề như ban đấu giá nghĩ. Như vậy thì giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái dữ kiện thứ hai, đó chính là heo đất. Bản thân em là đam mê ca hát từ hồi còn rất là nhỏ, nhưng mà em không được sự chấp nhận của cha. Cha luôn định hướng cho em theo một cái ngành nghề khác nó ổn định hơn, nên là em thường xuyên trốn học để đi hát bên ngoài kiếm thêm một chút thu nhập cho gia đình, bởi vì gia đình em cũng rất khó khăn. Khi mà em kiếm được thu nhập thì không dám nói với cha đâu, khoe với mẹ thôi. Thì mẹ em đã tích góp được tất cả những cái khoản tiền đó vào một con heo đất rất là nhỏ. Mẹ nói với em là mẹ muốn nuôi con heo đất này để sau này nuôi nấng cái ước mơ và cái sự nghiệp cháy bỏng của con. Sau một đêm thì mẹ em đã cùng em đi Sài Gòn mà trốn cha. Và mẹ nói là mẹ sẽ thuyết phục cha sau, nên là
con và mẹ bây giờ cứ đi cái đã. Qua đây thì em rất là biết ơn tới mẹ của em, bởi vì mẹ là người đã luôn luôn ủng hộ, luôn luôn sát cánh cùng với em trong suốt cả cái chặng đường em lập nghiệp. Như vậy thì bây giờ mình chia sẻ luôn cái dự kiện thứ ba đi. Thật ra thì cái bóng ở đây á, là chính là mẹ của em. Mẹ là một cái bóng thầm lặng, luôn luôn theo sát em, ủng hộ em, cùng em vượt qua tất cả những cái khó khăn nhất trong cái chặng đường mà em lập nghiệp. Em rất là cảm ơn với mẹ của em. Đó là ba dự kiện mà Thu Ngân đã chia sẻ cho chúng ta biết. Và bây giờ sẽ là thời gian để tất cả các bạn khán giả bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của Thu Ngân. Khánh xin mời các bạn bắt đầu bình chọn. Vậy chúng ta đã vừa trải qua thời gian bình chọn dành cho tiếng hát của Thu Ngân. Ngay bây giờ trước khi chúng ta đến với kết quả, Khanh xin mời quý vị cùng trải lao trong ít phút. Khanh đã quay trở lại đây và trên tay của Khanh đã có kết quả dành cho tiếng hát của Thu Ngân. Vì đây là phiên đấu giá thứ ba cho nên chúng ta sẽ có thêm quyền trả hoặc không trả. Rất muốn biết quyết định của anh Kim Tử Long dành cho tiếng hát của Thu Ngân, anh sẽ trả hay không trả? Ngân ơi, anh đã nói rồi, anh rất là yêu mến cái giọng hát của em. Và cái điều thứ hai nữa là em là một cô gái đầy bản lĩnh, dám vượt qua tất cả để em có thể đeo đuổi cái nghề ca hát của em. Thì cho nên là anh rất là ngưỡng mộ em. Quyết định của anh Kim Tử Long là không trả. Không trả, thưa quý vị. Chúc mừng Thu Ngân, bạn vẫn đang an toàn với sàn chiến giọng hát. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với quyết định của chị Mỹ Linh dành cho tiếng hát của Nam Giang. Quyết định của chị Mỹ Linh là không trả. Không trả, thưa quý vị. Lúc nào chị Mỹ Linh cũng quyết định rất là nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giây phút mở phong bì. Số điểm là 90. Điểm, thưa quý vị. 95 điểm, chúc mừng Thu Ngân. 95 điểm là số điểm mà khán giả tại trường quay đã dành cho tiếng hát của Thu Ngân và chúc mừng anh Kim Tử Long. Điều này có nghĩa là chúng ta phải tạm chia tay với tiếng hát của Nam Giang tại đây và chị Mỹ Linh vừa phải mất đi 24 triệu đồng. Và chúng ta sẽ còn gặp lại Nam Giang ở phần cuối của chương trình. Ngay bây giờ, Khanh xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phiên đấu giá cuối cùng. Quý vị thân mến, trước khi chúng ta đến với phiên đấu giá cuối cùng trong ngày hôm nay, hãy cùng Khanh nghe lại kết quả thời điểm hiện tại. Anh Kim Tử Long đang sở hữu tiếng hát của Thu Ngân với số tiền đấu giá là 30 triệu đồng. Và Thu Ngân đang nhận được 95 điểm là số điểm bình chọn của khán giả tại trường quay. Chị Mỹ Linh vừa phải mất đi 24 triệu đồng và chia tay với Nam Giang. Số tiền hiện tại chị Mỹ Linh còn là 6 triệu. Và ở phiên đấu giá này, anh Quang Hà cùng chị Hồng Vân và anh Chí Tài mỗi người còn 30 triệu. Có vẻ như ưu thế sẽ nghiêng về ba anh chị này quý vị ạ. À, và đến với phiên đấu giá này, anh Kim Tử Long tạm thời vô sản. Trước hết, hãy tìm hiểu về ba dữ kiện của người chơi ở vị trí số 1. Quý vị ơi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ba dữ kiện nhé. Bốn con vịt ế nhớ. Thời gian để ban đấu giá bắt đầu đưa ra nhận định ạ. À, bốn con đâu thế ạ? À, bốn con vịt cặp con vịt đây đã muốn chết rồi. Bốn con vịt xinh xắn như vậy làm sao mà ế được? Không được. Phải con đẹp hả? À, bán bún vịt à, bị ế hả? Bán bún vịt một ngày thường bán bốn con, nhưng mà
có một dạo tự nhiên hay không, không ai tới ăn đấy. Dạ. Cứ vặt lông bốn con là về còn y nguyên bốn con. Ý là ế đó hả anh? Ừ, bốn con vịt là cái tiệm bán vịt, cháo vịt hay là gỏi vịt gì đó. Gỏi vịt cái mà tên bán là bốn con vịt. À, bốn con vịt là tên của cái tiệm thôi. Gọi là gỏi vịt bốn con vịt. Gọi là gỏi vịt bốn con. À, gỏi vịt bốn con. Đó, mỗi lần tao ăn phải bốn con một lần. Tại vì cô này cô mê ca hát quá thì không có lo buôn bán thụ mẹ bán vịt. Thì quán bị ế. Ế. Dẹp. Dẹp quán đúng không? Dẹp quán xong rồi bỏ luôn. Chưa không đi bán hát. Vịt nữa, đi hát. Đi hát nhưng mà lâu quá tôi nhớ, vẫn nhớ về bánh vịt. Vẫn nhớ về cái nghề bán vịt. Mê nghề bán vịt. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi, đấu giá đi. Khách xin mời quý vị, chúng ta cùng đến với phiên đấu giá cuối cùng. Thưa quý vị, ở phiên đấu giá cuối cùng, chúng ta có 15 giây và giá trị tiền khởi điểm là 3 triệu. Mỗi lần gia tăng, chúng ta chỉ được phép tăng thêm 3 triệu đồng. Tất cả đã sẵn sàng. 15 giây trôi qua rất nhanh. Bắt đầu. 3 6 triệu, 9 triệu, 12 triệu, 12, 15, 18, 21, anh Chí Tài, 24, trời ơi, em 24 rồi, cái gì vậy em? Người đưa ra giá trị tiền hợp lệ là 24 triệu, và người chiến thắng là anh Quang Hà, chúc mừng! Rõ ràng là lúc đấy là Hà hô là 24 triệu. Thì rõ ràng là chị Vân sẽ phải hô là 27 triệu. Thì chị Vân lại cứ quên là 24, 24. Thì cuối cùng là hết giờ. Hà nghĩ rằng là cũng là một điều may mắn thôi, chứ cũng không phải là ai hơn hay là ai nhanh hơn gì cả. Gia đình mình mà. Bây giờ là anh phải gia đình mình sở hữu được giọng hát của người chơi vị trí số 1. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cô ấy hát nhé. Đi qua năm tháng đời chờ.
tuyệt vời thưa quý vị. Chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ, và tiếng hát của Hà My. Xin chào Hà My và chúc mừng anh Quang Hà, anh đã sở hữu được tiếng hát quá tuyệt vời này. Cảm xúc của anh như thế nào ạ? Hà rất là vui vì đại diện gia đình cũng đấu giá được một em. Đây là gia đình đây này đấy. Thì chị thấy rõ ràng nha, lúc mà cổ hát với em là môi em cứ rung lên. Mà em là ca sĩ chuyên nghiệp quá lâu rồi mà tại sao em lại rung trước một người con gái thế này? Tại vì lúc mà giọng hát của bạn cất lên á, là những cái gai ốc trong người Hà nó đã chạy dần dần rồi. Bạn có một cái giọng hát, có cái học thuật cũng rất là tốt, lên những cái nốt cao, bạn ấy hát rất là tròn vành và thả xuống thì cũng rất là ngọt ngào. Trong chương trình sàn chiến giọng hát này thì cái người biên tập chương trình là chọn ra rất nhiều những giọng hát rất hay để tham gia, nhưng mà Hà nghĩ rằng là buổi ngày hôm nay thì em là cái giọng hát đặc biệt nhất. Chưa, em nói nha, nên đồng ý đối với em, đối với anh ta xem. Anh nói cho em nghe nè, sàn chiến giọng hát là bốn bạn đều ca hay hết trơn ở trọn người nào, chỉ có là tỏa sáng được chút xíu lúc nào trên sân khấu. Dạ. Và cái tỏa sáng đó có chiếm được tâm hồn của khán giả ở đây thôi. Dạ, một lần nữa Khanh cảm ơn bạn đấu giá đã đưa ra những ý kiến riêng của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về ba dữ kiện của Hà My. Thứ nhất, Hà My hãy chia sẻ về từ bốn công việc. Lời nói đầu tiên thì cho phép Hà My xin được gửi đến ban đấu giá, quý vị khán giả trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem truyền hình, một lời chào thân thương nhất ạ. Bố mẹ em sinh được bố nàng công chúa. Và ở ngoài Bắc á, thì thường mà nhà nào mà đẻ được bốn cô con gái á, bốn con vịt bầu, thì sẽ hay nói là bốn con vịt trời hay bốn con vịt bầu á. Và cái đặc biệt ở đây hơn nữa đó là cả gia đình nhà em không có ai theo nghệ thuật cả. Gia đình cũng như là tất cả các chị em luôn luôn kiểu ủng hộ em. Em lấy cái từ khóa này để em được chia sẻ về gia đình của em. Vâng ạ, à, đó là những thực hiện bốn công việc. Tiếp theo chúng ta đến với bình luận hơi xa. Bây giờ dự kiến thứ hai là ế. Trong cái thời điểm hiện tại thôi, như chị Hồng Vân cũng dành lời khen là nhìn cô này như thế này mà tại sao giờ này còn chưa có người yêu. Vẫn còn ế, nhưng mà thực sự là đến thời điểm này thì là đang ế thật ạ. Chưa có người yêu luôn. Đang ế thật. Không, thế thì cái từ này phải đổi thành từ kén. Cũng thực ra là người ta nói rằng là ông trời thì cũng không có cho ai tất cả. Có thể là về cuộc sống này, về công việc, về gia đình thì em cảm thấy mọi thứ rất là ok. Thế nhưng mà về cái chuyện tình cảm của em thì nó hơi gọi là rích rắc một tí. Nó cũng chưa đi đến được cái bến bờ hạnh phúc. Bây giờ chúng ta đến với dịp kiện cuối cùng nha, nhớ. Lúc em sinh ra là chỉ còn duy nhất là bà nội em thôi. Tức là em gắn bó với bà từ khi còn nhỏ, rồi là ăn uống ngủ nghỉ với bà. Tức là cái tuổi thơ của em, nếu mà nói về ông bà thì duy nhất là chỉ có bà nội của em. Kiểu em là con út mà, thế nên là bà rất là yêu thương và chiều chuộng. Mỗi khi mà ngày xưa mà bố mẹ có đánh một cái hay như nào thì bà rất là bênh em. Và cái mà em... nhớ bà nhất đúng không? Úi giời, nhưng mà nhớ bây giờ bà rất còn là nhớ không? Bà nội. Hay là chắc bà mất rồi. Nữa rồi. À thì là thế cho nên là em nhớ bà. Vâng, đó là từ nhớ. Đó là dữ kiện nhớ. Chúng ta đã nghe về ba dữ kiện mà Hà My đã chia sẻ rồi. Và bây giờ sẽ đến thời gian mà các bạn khán giả bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của Hà My. Xin mời các bạn. Quý vị thân mến, thời gian bình chọn đã kết thúc. Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng giải lao trong ít phút trước khi chúng ta đến với kết quả chung cuộc trong đêm nay. Quý vị đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn dành cho tiếng hát của Hà My. Và đây là phiên đấu giá thứ tư. Chúng ta sẽ không còn quyền trả hay không trả nữa. Trước khi Khanh mở phong bì, Khanh xin nhắc lại kết quả ở thời điểm hiện tại. Anh Kim Tử Long đang sở hữu giọng hát của Thu Ngân với số tiền đấu giá là 30 triệu đồng. Thu Ngân đang nhận được 95 điểm là lượt bình chọn của khán giả tại trường quay. Và anh Quang Hà đang sở hữu giọng hát của Hà My với số tiền đấu giá là 24 triệu đồng. Không biết trong đây là bao nhiêu điểm. Và số điểm là...
mặt trời soi một kiếp dòng trời hát bồi nào hóa kiếm tan tôi để một mai tôi về làm cát bụi ôi cát bụi mệt nhoài tiếng đồng nào có nhịp khôn nguôi tình yêu có từ nơi em đi qua nắng tháng đời chờ tình yêu cũng từ nơi anh lửa rừng bập bùng vách núi anh đi giữa miền biên giới làm quên đời em chờ con sông sẽ là người chiến thắng trong đêm nay. Chín mươi sáu điểm. Yeah! Chênh nhau đúng một điểm. Chúc mừng, xin chúc mừng. Chúc mừng anh Quang Hà và chúc mừng Hà My. Tuyệt vời. Thưa quý vị, và số tiền Hà My nhận được trong đêm nay là 24 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và chúc mừng thêm một lần nữa, anh Quang Hà đã có 6 triệu mang về. Và Thu Ngân 6 triệu này bánh bao rồi ba. Đấy, nhớ nha, nhớ nha. Anh Bao thân mến, tuy bạn không phải là người chiến thắng trong đêm nay, nhưng mà giọng hát của bạn rất tuyệt vời. Chúng tôi vẫn luôn nhớ đến bạn và chúc bạn luôn có sức khỏe và giữ đam mê với âm nhạc nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình hôm nay. Ngay bây giờ, bốn giọng hát ngày hôm nay các bạn sẽ quay trở lại sân khấu và thể hiện cho chúng tôi một ca khúc. Xin mời các bạn. Gian bao ngất ngây, ta vui chung vô trường trốn đây. Nghe con tim đang dẫn hân hoan, đôi chân nhịp nhàng vui bước. Em xinh tươi như ánh ban mai, cho ai một trời mơ ước. Trong bao thanh âm ca hát mê say, nghe tên em sao vang giữa đêm. Mandalay. Dập dìu bướm ông dâng lên em bao tiếng yêu thương si mê từng ngày trong nắng em vô tâm hay chẳng quan tâm cho bao chàng khờ ngất ngây khi cho đi ánh mắt lòng lanh đêm thay đêm qua đi rất nhanh mang đồ đây. Say hey, say hey, say.
Giọng hát tối nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Khanh xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau, sẽ được phát sóng vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Sang Chiếc Giọng Hát, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega CS thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.